Minh Khoa đã cho Tự Do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là tin tổng hợp. Khoảng 100 người Việt biểu tình phản đối chuyến đi của Tổng Bí thư Tô Lâm trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Tổ chức phi chính phủ gửi thư ngỏ đề nghị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận Tổng Bí thư Tô Lâm vì vấn đề nhân quyền. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9. Mưa lũ lớn, nguy cơ sạt lở núi ở Thanh Hóa, hơn 6.000 dân phải di dời. Khoảng 100 người gốc Việt đến từ một số tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và từ thành phố Toronto, Canada, tập trung trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào trưa ngày 22 tháng 9 để phản đối chuyến làm việc của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm ở Mỹ. Ông Tô Lâm đang có chuyến thăm New York để dự hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đã có bài phát biểu đầu tiên vào ngày 22 tháng 9. Một nhóm gồm 6 tổ chức phi chính phủ vào ngày 23 tháng 9 đã công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lãnh đạo các nước phương Tây khác đề nghị điều tra và có biện pháp cấm vận đối với tướng công an Tô Lâm, người vừa trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Các nhóm tham gia bức thư đã liệt kê trong bức thư 5 điểm đáng chú ý về vấn đề vi phạm nhân quyền mà ông cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thực hiện, bao gồm bắt cóc quốc tế, sử dụng bạo lực với dân, đàn áp những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội, bắt các nhà hoạt động phải sống lưu vong, kẻ thù của Internet. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền Tô Lâm vào thứ Tư ngày 25 tháng 9. Một người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Mưa lũ lớn ở Thanh Hóa khiến các sông ở tỉnh này lên cao, khiến nhiều nơi bị ngập nước, cô lập. Chính quyền phải di tản hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.000 người tính đến trưa ngày 23 tháng 9. Trong khi đó, một ngọn đồi ở tỉnh này bị nứt gây nguy cơ sạt lở đất, đã khiến lực lượng chức năng phải thúc giục 25 hộ dân với khoảng 70 nhân khẩu phải di tản.